Giáo, thì con xin thay lời cho toàn thể anh em sinh viên lớp thần 2 Học viện Thánh An Công Châu có đôi lời cảm ơn cảm tạ và tri ân đến với cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã tạo điều kiện bớt chút thời gian để cho chúng con có cái bữa ăn cuối cùng này. Nhưng mà với cái niềm hy vọng thánh chung cũng như là ân sủng của Chúa thì chúng con hy vọng rằng đây cũng phải là một cái bữa ăn cuối cùng, mà trong cái ngày sau hết thì chắc chắn chúng con sẽ gặp nhau rồi ăn nữa. Nhưng mà hiện tại đang ở thế gian này thì chúng con cũng hy vọng rằng chờ đến ngày ra trường chúng con cũng ăn được nhiều bữa nữa. Nên là chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã đem lại cho chúng con cái niềm hy vọng đó. Thế nhưng mà bấy lâu nay ấy, thì chúng con cứ nghĩ là chúng con đã biết hết rồi, nhưng mà thực ra là vẫn chưa biết. Như cha đã nói đã rồi, nhưng mà vẫn chưa. Chúng con cũng xin cha là cầu nguyện cho chúng con được bền độ trong ơn gọi. Và chúng con cũng xin chúc phúc cho cha được sống lâu trăm tuổi, rồi tràn đầy ân sủng của Chúa, để cha đem niềm hy vọng và ơn cứu độ đến cho mọi người. Sau cùng chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Quá giỏi quá. Sau khi thầy nói nghe những lời diễu phúc thầy, không ai đặt vấn đề gì nữa cả. Cảm ơn anh em nữa. Thì xin một lời cảm ơn và cầu nguyện cho anh em được luôn khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui, sự sống trong gọi của chính mình và làm được những gì mình ước mong. Xin Chúa phù hộ cho tất cả. Rồi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng con và cho chúng con lúc nào cũng được lớn lên trong tình yêu thương và sự sống của chính Chúa. Nhân danh Cha và Con.